Em mới học nghề xong, mới ra làm thêm và cảm thấy tay nghề mình rất kém và mất hẳn động lực tiếp tục, cảm giác sợ cắt, sợ sai, sợ xấu và không biết phải vượt qua bằng cách nào. Mình cũng chia sẻ với các bạn, mình không phải là một nhà diễn thuyết, mình cũng không phải là một nhà một diễn giả nào cả. Ở đây mình chia sẻ cảm nhận đúng như một cá nhân, cảm nhận đúng như một người thợ cắt tóc, những gì mà một người thợ cắt tóc đã trải qua và chia sẻ lại những khó khăn cho các bạn đồng nghiệp của mình là tâm sự. Chứ mình không phải là mình dạy đời hay là mình dạy dỗ ai. Thì Tường rất là mong anh em đừng ném gạch mình. Xin chào các bạn, mình chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và bình an trong đại dịch. Mình nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn ở phần bình luận trên các video của mình đã đăng trên kênh YouTube. Và có một số câu hỏi rất là hay và hôm nay mình sẽ làm video để mình trả lời tất cả những câu hỏi của các bạn bằng video. Nếu như mà mình có trả lời lại bằng văn bản ấy thì nó sẽ không hết được cái ý mà mình muốn chia sẻ. Mình sẽ bắt đầu với cái video tôi khởi nghiệp như thế nào trước để mình đọc bình luận và mình trả lời các bạn. Mình đi học với điều kiện mình. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu trả lời. Đây là bài học cuộc sống và nó miễn phí. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Có những cái câu chuyện hoặc là có những cái kinh nghiệm hay là cái kiến thức mà mình có được, mình sẽ chia sẻ cho các bạn hoàn toàn miễn phí. Tại vì mình xuất thân từ một người khó khăn, một gia đình khó khăn đi lên, thì mình biết mình trân trọng mọi thứ mà mình đã làm được. Và xã hội cũng như mọi người đối xử với mình như thế nào, và mình trải qua được những cái quãng thời gian đó. Lúc đó mình nghĩ là nếu như sau này mà mình làm tốt, mình chắc chắn là mình sẽ không như những người này. Những người này người ta không chia sẻ với mình, nhưng mà sau này mình làm được, mình sẽ chia sẻ lại với những người khác cũng khó khăn như mình. Tại vì Tường cảm nhận được cái cảm giác lúc đó, cảm nhận được cái cảm giác lúc đó. Và ngoài miễn phí ra thì Tường cũng có những cái khóa học mà Tường vẫn tính phí nha. Tại vì đôi khi nó có những cái giá trị chúng ta không thể nào miễn phí được, thì nó sẽ không được trân trọng. Rất là cảm ơn bạn, thả tim cho bạn. Nghe tới chuyện gia đình xúc động quá thầy Tường ạ. Bạn Lạc Phan, nhiều lần muốn gọi điện tâm sự với thầy nhưng chữ ngại lại ngăn cản. Thực sự nếu như tại thời điểm này để mà gọi điện tâm sự thì nó sẽ dễ hơn. Còn trước khi mà chưa có dịch ấy thì công việc của mình cũng khá là bận, rất là bận. Bây giờ nếu như mà bạn rảnh thì bạn cứ gọi điện tâm sự với mình. Lạc Phan, không biết là hơn tuổi mình hay là như thế nào thì mình cũng xin phép được xưng hô như vậy cho nó dễ. Mình sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của các bạn, có thể là tư vấn hoặc là chúng ta san sẻ cho nhau những cái mình muốn chia sẻ về nghề. Cảm ơn anh đã chia sẻ video rất hữu ích, mong anh chia sẻ nhiều hơn, yêu anh. Cảm ơn bạn Thịnh Tin, chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ mình. Thuận Ngô, anh chia sẻ hay quá, cảm ơn anh đã làm video này, làm động lực lớn cho bọn em để cố gắng hơn. Cảm ơn bạn rất nhiều, chúc bạn thật nhiều sức khỏe và bình an trong đại dịch. Em đã đăng ký Facebook với YouTube của anh. Cảm ơn bạn anh Nguyễn Văn. Lê Vững Barbershop, anh chia sẻ hay quá, ai cũng có ký ức. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Mặc dù mình cũng đã trả lời bằng văn bản rồi nhưng mà nó không thể nào mà trả lời hết ý được. Yêu Xếu, giảng viên bên Tường ở bờ, cũng may là gặp được anh Tường nên mình mới có tương lai tốt hơn. Anh chia sẻ bằng chính tấm lòng của mình, cảm ơn anh ạ. Nói về Hiếu Xéo thì nó cũng là một cái duyên. Cái ngày mà Hiếu đến xin
cái ngày mà Hiếu đến xin học nghề ấy, Tường vào Sài Gòn cũng nói luôn là Tường vào trong đó để Tường tĩnh tâm, và Tường đi cùng với vợ con Tường đó, đi vào trong đó để tĩnh tâm. Tại vì Tường có theo đạo Công giáo, tức là đạo Thiên Chúa. Tường vào trong đó thì Tường cũng đi tới mấy nhà thờ. Tại vì cái khoảng thời gian đó là cái khoảng thời gian bắt đầu mình khôi phục, tức là bắt đầu chuyển từ cái nhà màu hồng sang cái nhà cô chú đối diện bên này. Thì cái quãng thời gian đó thì nói chung là nó cũng chưa phải là mình khôi phục hẳn, nó vẫn còn đang trong cái tình trạng là rất áp lực. Thì mình hẹn em Hiếu là 15 ngày nữa em quay lại. Mình đi đúng 15 ngày, mình đi nửa tháng. Thì nửa tháng sau em Hiếu em quay lại, thì em có tâm sự là em đã học ở chỗ khác, nhưng mà vì ở đó không được học nhiều nên em lên YouTube em xem mình, nên em tìm tới đây. Em từ bên bến xe nước ngầm em chạy qua, và bây giờ Hiếu đang là giảng viên, cũng là một người thợ chính ở cơ sở 1. Hiếu cắt giả cua thì rất là đỉnh cao, rất là nét, cũng rất là khéo tay, tha thu cũng rất là đẹp. Cảm ơn em đã đợi chờ anh nửa tháng để chúng ta về cùng một gia đình. Chúc em thật nhiều sức khỏe và cố gắng phát triển bản thân mình hơn nữa trong tương lai. Tuấn Phạm, cảm ơn anh nhiều. Xem clip xong em thấy có thêm động lực với nghề tóc này. Cảm ơn bạn Tuấn Phạm rất là nhiều. Không biết là mình có giúp được nhiều cho anh em không, nhưng mà mình cũng mong là trong mùa dịch này, mình cũng đang cố gắng hết sức để tạo ra những cái video tạo động lực để cho anh em không chán nản trong mùa dịch. Nói gì thì nói, chính bản thân Tường trong mùa dịch này cũng rất áp lực, cũng rất là chán nản. Nhưng chính bản thân mình phải tự cố gắng thôi. Đó, tự cố gắng, bản thân mình cố gắng, rồi mình truyền cái cảm hứng đó, cái động lực và những cái gì mình đang trải qua trong mùa dịch này để tạo động lực cho anh em, để anh em cố gắng hơn để vượt qua trong cái đại dịch này. Và đại dịch này thì chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Hãy cùng nhau cầu nguyện theo cái cách của mỗi cá nhân. Cầu mong cho các y bác sĩ sớm tìm ra phương thuốc để chữa trị được dịch bệnh. Cầu xin cho tất cả các y bác sĩ, nhân viên bác sĩ nhiệt tình giúp đỡ tất cả các bệnh nhân. Cầu xin cho họ có một sức khỏe thật tốt để họ giúp đỡ các bệnh nhân vượt qua cái hoàn cảnh này. Chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và bình an. Và quan trọng nhất là trong mỗi chúng ta phải cố gắng cùng chung tay để phòng chống và có ý thức trong cái mùa dịch này, hạn chế đi ra ngoài nhất có thể. Nhật Hoàng, tóc anh kiểu nấm hề đẹp quá. Ok, cảm ơn bạn. Chắc là bạn ở trong miền Nam. Cảm ơn bạn nhiều. Thu Vlog, cứ tưởng Tường gốc Hà Nội chứ. Dạ, em gốc ở Nam Định, Giao Thủy Nam Định. Hà Nội là nơi em lập nghiệp, làm lại cuộc đời. Nghe cái tên thôi là đã thấy rất là ăn năn sám hối rồi. Chúc anh càng ngày càng thành công hơn nữa. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và bình an. Chúc bạn may mắn. Cường Cường, anh ơi, dịch thế này có thể làm video dạy online được không? Hiện tại mình có khóa online. Các bạn nhé. Khóa online học từ cơ bản đến nâng cao, học phí là 10 triệu. Chỉ 50% so với khóa học offline. Còn khóa nâng cao học phí là 5 triệu. Thì tất cả những cái khóa học này mình đã có những cái giáo trình có sẵn. Đó, chỉ việc gửi cho các bạn kích hoạt là các bạn học rồi. Các bạn có thể xem đi xem lại hàng ngày. Và ngoài ra bên mình có hỗ trợ một cái nhóm học online bằng cách là gọi điện phòng chat, chung tất cả mọi người cùng một khóa.
thì các bạn quan tâm đến khóa học online thì có thể liên hệ với mình. Nhiều bạn bảo sao anh cũng không miễn phí luôn đi. Nói thật với các bạn ấy, cái gì nó cũng có cái giới hạn của nó. Với bản thân Tường cũng thế. Tường chia sẻ, ví dụ như trên đây là Tường chia sẻ miễn phí, nhưng không phải là cái gì cũng miễn phí được. Có những cái mà nó có giá trị thực sự thì chúng ta không thể nào miễn phí, và bắt buộc là phải có phí để chúng ta, để cái đó, để cái kiến thức đó nó có giá trị hơn và mọi người được trân trọng nó hơn. Nhiều khi miễn phí thì mọi người lại cảm thấy là nó không được có cái gì giá trị, cảm thấy nó không trân trọng. Đó, nên là mọi người cũng thông cảm. Tường thì cũng vẫn phải duy trì, cũng vẫn phải làm việc nuôi vợ con, nên là không thể miễn phí hết được. Các bạn thông cảm giúp mình. Mình sẽ cố gắng hết bằng những cái gì mình cho đi. Hay và ý nghĩa quá anh Toàn Nguyễn. Xin cảm ơn. Lộc Tấn, thợ hớt tóc mà để kiểu tóc nhìn ngáo quá. Ha ha ha. Kiểu tóc của mình thì mình thích thế. Thực ra thì mình để kiểu này thì mình cũng có cái ý đồ. Thứ nhất mình muốn nó hài hài một chút. Tại vì con trai mình cũng cắt kiểu này nhưng mà nhìn hài hơn. Mình muốn để kiểu này nhìn cho nó hài. Đó, và quan trọng nhất là vợ mình thích. Vợ mình thích là được, nhìn nó ngô ngố, nhìn nó buồn cười. Và thứ hai là cái kiểu này của mình ấy, lúc mình vuốt pomade vào thì nó vẫn ra kiểu sai bát, rất là đẹp trai đấy các bạn ạ. Ok, rất là cảm ơn anh em, cảm ơn anh rất nhiều với video động lực này. Minh Thuận, Phi Ba Bờ, đúng là chênh vênh được anh chia sẻ để lấy lại cảm hứng động lực. Cảm ơn anh. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe, cố gắng vượt qua những giai đoạn khó khăn. Có thể cái khó khăn của mình chưa là gì đối với những anh em khác, đối với những anh em làm tóc khác, mình cũng chưa là cái gì cả. Nhưng biết đâu cũng có một số bạn cũng cùng với cái cảm xúc, cùng với cái cảm giác, cảm nhận của mình, thì có thể đã tạo được động lực cho các bạn. Chúc anh thật nhiều sức khỏe để ra nhiều clip hay và ý nghĩa, thắng đậu. Nam Huỳnh, làm phụ hồ có cố gắng học hỏi thì kiểu gì chả lên thầu phải không bác? Đúng rồi. Mình kể một câu chuyện như thế này. Ở trong làng mình có một bác tên là Điện Nước Vân Khánh. Bác xuất phát từ một người phụ hồ thôi. Đến bây giờ bác nổi tiếng khắp Việt Nam. Bác nổi tiếng khắp Việt Nam và bác hiện tại đang công tác toàn Việt Nam luôn. Tất cả các công trình lớn nào cũng có mặt bác hết. Bây giờ bác là làm điện nước ấy, thầu xây dựng rồi là nội thất các thứ, bác công ty bác là rất là rộng. Bác cũng xuất thân từ hai bàn tay trắng và bây giờ ở làng ấy là được nhờ bác rất là nhiều. Bác ủng hộ vào trong làng xây dựng nhà thờ, xây dựng làng xóm các thứ rất là tuyệt vời. Đó. Đấy là người ta cũng xuất phát từ phụ hồ đấy. Rất là nể phục. Và trong Sài Gòn thì đi đến đâu cũng có mặt bác, đi đến đâu cũng có nhà của bác. Đó. Trần Văn Nam, em ở nhà tự tin mà ra quán học mà không cất nổi. Ok. Cái đó là mình phải cố gắng tự tin, cái tự tin rất là quan trọng. Nếu như các bạn có nghe những cái video mà Tường tâm sự thì mọi người thấy là Tường rất là tự tin. Tự tin ở đây nó cũng có giới hạn. Chúng ta không được tự tin quá. Tự tin nó phải vừa đủ. Phải biết mình là ai. Tự tin là mình phải nhận ra là mình cần gì, chứ không phải là mình rất là kém cứ tự tin là ta đây rất là tự tin. Thế này cũng không được. Nếu mà như vậy thì cũng không được. Đó. Tuyết Nguyễn, tầm tuổi như bạn mình rất khâm phục. Thực sự bạn tâm sự rất bổ ích. Xin cảm ơn bác Tuyết Nguyễn rất là nhiều. Mình cũng cố gắng chia sẻ phần nào. Huy Trần, lớp phó của K11. Em chân thành cảm ơn những chia sẻ của thầy. Chúc em thật nhiều sức khỏe và bình an. Em cũng là một người, anh phải nói là em cũng là một người thực sự rất là nỗ lực. Mới học có 15 ngày thì dịch.
mà đến bây giờ là em đã mở quán. Trong thời gian dịch ở nhà em cũng đã tự tự học hỏi, tự biết cố gắng, là anh quá bất ngờ hơn anh rất là nhiều. Học đúng 15 ngày về học đến cái bài cắt kê lược đúng không, huy trần đó, em rất là nỗ lực, chúc em thật nhiều sức khỏe và bình an. Trung Nguyên, đợi tôi đến biết điểm em mà trượt thì đi học chỗ anh. Anh luôn sẵn sàng, nếu em thi đại học mà trượt mà tới chỗ anh học thì anh hỗ trợ học phí cho em luôn, giảm cho em 50% luôn. Trung Nguyễn, anh cắt qua đầu khác đi, nhìn xấu quá. Xấu cũng được không sao. Rất là nhiều anh em nói anh là một thợ cắt tóc, thì cái hình ảnh của anh là cho khách hàng nhìn vào. Thì thực sự là từ xưa đến nay, ngày trước thì Tường có nghĩ thế, nhưng mà từ xưa đến nay là Tường đã, cái tính, cái con người của Tường nó cũng đã thay đổi rồi. Ngày trước nếu mà mọi người xem lại hình ảnh cũ của Tường thì Tường rất là điệu, và bây giờ Tường đã thay đổi rồi. Tường cảm thấy là mình cứ cho mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn, và mình cứ tùy thời điểm nào thì mình sẽ theo thời điểm đấy. Có thể thời điểm này thì Tường thích thế, thích nó ngô ngố, thích nó buồn cười, nhưng mà có thể một vài năm nữa Tường lại điệu, Tường lại thích trau chuốt. Ở mỗi thời điểm nó mỗi khác, nên là thôi, đúng là nhiều người cũng nói cũng đúng, nhiều khi khách hàng mà người ta sẽ nhìn đầu mình đầu tiên, nhưng mà mình cũng đội mũ suốt mà. Khách hàng cứ đến nhìn ai đội mũ là nhìn nhận ra mình thôi đó. Bác hướng dẫn kiểu layer đi. Kiểu layer thì trong kênh của mình có rất là nhiều, bạn có thể tìm lại. Em cũng là người Nam Định và cũng muốn theo nghề tóc, do dịch nên em không xuống được Hà Nội để đăng ký khóa học của anh Tường. Mong một ngày không xa có thể gặp anh và học hỏi về những vốn sống cũng như những kinh nghiệm trong nghề tóc. Em rất hâm mộ anh ạ. À, cảm ơn anh và mong anh vẫn tiếp tục ra video tiếp theo ạ. À, ok, cảm ơn bạn Vũ Chiến rất nhiều. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ mình và đồng hành cùng mình để kênh mình có những cái lượt xem như ngày hôm nay. Cảm ơn bạn. Khi nào hết dịch thì mình mong muốn là chúng ta sẽ về chung một gia đình. Cảm ơn tất cả mọi người. Đạt Lê, em mới lớp 6, em rất đam mê nghề tóc ạ. À, em mong sẽ được vào học viện của anh. Lớp 6 thì mình sẽ gọi một cháu. Cháu Đạt Lê rất là giỏi. Lớp 6, mới lớp 6 thì cố gắng nha. Nếu mình đam mê thì cố gắng đầu tư cho mình một bộ đồ nghề, bảo bố mẹ đầu tư cho một bộ đồ nghề đó, và mình học dần đi, mình tập dần qua các video đi. Trên kênh YouTube thì có kênh của chú và có rất nhiều kênh của các anh em barber khác tại Việt Nam nữa nhé. Nhìn quả tóc củ chuối quá. Bạn nói đúng rồi đấy, anh chia sẻ rất chân thành. Cảm ơn anh, cảm ơn bạn Minh Cường. Lão Hạc, không ngờ một thời của anh quá sức tưởng luôn. Điều này em nhận ra thế nào là nghề tóc? Cảm ơn anh. Thực ra với những cái khó khăn của mình, nó chưa là gì đối với người khác đâu. Đối với bản thân mình như vậy thì mình chia sẻ lại để cho anh em có động lực thôi. Chứ còn mình cũng chưa là cái gì so với người khác, nên là anh em đừng có nâng mình lên quá. Nhiều khi nó không đúng, nên là nhiều khi nó mình ngại thôi. Đông Trần Đoan, thấy em giỏi quá, muốn học hỏi ở em rất nhiều, nhưng do dịch bệnh không đi được. Hẹn có một ngày nào đó hết dịch ra học hỏi và bổ sung thêm ở em. Chắc anh là một người cũng đã nhiều tuổi hơn em rất nhiều, em cũng cảm ơn anh. Em cũng mong là khi nào hết dịch bệnh thì có duyên được gặp anh. Toàn Phạm Thả Tim Anh, xin cảm ơn bạn. Đại Nghĩa Nguyễn Trần, em năm nay 24 tuổi, em làm nghề được 1 năm, em cắt khá đẹp, nhưng bây giờ em nên đi làm thuê, lương khởi điểm 3 triệu một tháng, hay là ra vỉa hè cắt khởi nghiệp? Xin anh cho em câu trả lời khuyên. Xin anh cho em lời khuyên. Thì năm nay bạn 24 tuổi mà bạn làm được 1 năm mà bạn tự tin là bạn cắt khá đẹp, thì mình khuyên bạn nên
Có thể là hết dịch bạn có thể ra Hà Nội, nếu như bạn tự tin, bạn cắt đẹp thì bạn ra Hà Nội thì lương khởi điểm thì nó sẽ rơi vào từ 6 triệu, 8 triệu đến 10 triệu, tùy theo cái khả năng và tùy theo cái cửa hàng đó khách, cái lượng khách như thế nào, mà quan trọng nhất vẫn là cái khả năng của em. Nếu như em cắt đẹp đó, em giao tiếp tốt thì cái lương của em nó sẽ ổn định. Còn theo như anh nhá, thì em không nên mở cửa hàng bây giờ. Đối với những người làm thương hiệu lâu năm ấy, bây giờ người ta dịch như này, người ta đã duy trì đang rất khó, thì anh nghĩ em không nên mở hàng bây giờ, thời điểm dịch này nó cũng khó khăn. Vì thứ hai là em nên đi làm để em học hỏi thêm về tay nghề, về kinh nghiệm. Đến khi mà em giỏi rồi thì em mở cửa hàng, thì em sẽ không phải hối hận hay em không phải nuối tiếc về một cái gì cả. Còn nếu mà bây giờ em mở thì chỉ có một mình em thôi, em cũng chả được học hỏi ai cả. Anh nghĩ đối với em khá đẹp là chỉ đối với em thôi, đối với cái không gian, cái môi trường của em xung quanh em thôi. Còn em ra bên ngoài thì sẽ còn phải học hỏi rất là nhiều nữa. Thì anh nghĩ như vậy. Còn em cứ làm theo cái lập trường và cái con tim mách bảo của em. Chúc em sức khỏe. Ôi nhắn rất là nhiều, năm 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 phát. Cảm ơn anh Tường rất nhiều nhé, Hiếu Nguyễn, cảm ơn bạn. Tuyệt vời, bằng tuổi mình mà giỏi quá. Adam Anh Lan, cảm ơn. Em khao khát hết tháng 7 này đủ tiền sẽ mua được em NT20. Chú Lính Trì, cảm ơn bạn rất là nhiều đã ủng hộ đồ nghề của mình. Chiếc tung đơ NT20 mình đã làm cũng phải hơn một năm nay rồi. Và đến bây giờ mình đã chính thức được xưởng người ta sản xuất riêng cho mình. Đó, chính thức được xưởng người ta sản xuất riêng cho mình theo cái yêu cầu của mình. Đó, thì ngoài NT20 ra thì mình có NT219, NT218 và kéo. Tất cả đều mang thương hiệu của mình. Đó, thì anh em có thể ủng hộ mình. Rất mong anh em ủng hộ. Anh còn bán tông đơ không? Mình vẫn bán mà. Bạn có thể truy cập vào Zalo 0962 02 42 88. Cảm ơn bạn. Mình kiểm tra lại cái mic xem, lần trước đang quay thì bị mất mic. Rất là bực. Ok, còn của bạn Duy Chanel mình cũng đã trả lời rồi nhưng mà nó không hết ý được. Em năm nay 25 tuổi, làm cũng kha khá việc. Dịch bệnh em mới biết chỉ có nghề mới sống được. Em thấy cũng khéo tay, tư duy tốt nên em chọn nghề tóc. Bắt đầu vừa học vừa làm từ tháng 8 năm ngoái. Nhưng làm càng lâu chỗ đó thì càng thấy chán, không được thỏa mãn. Nên em quyết định chọn nghỉ và tự nhờ mở một góc với kinh phí 5 triệu. Tiền thuê không phải mất, điện nước tự trả. Vì dịch và một phần em cũng là người mới nên xác định khách chắc chắn sẽ ít. Hôm nay là ngày đầu tiên mở hàng được 5 khách, cả quen cả lạ. Thực sự là đoạn đường sau này chắc chắn sẽ dài, nhưng đã dám làm là dám chịu anh ạ. Ok, rất tuyệt vời, 25 tuổi. Ok, bạn cứ trải nghiệm thôi, mình cứ trải nghiệm thôi. Đó, mình cứ làm, mình trải nghiệm rồi tự mình rút ra kinh nghiệm cho mình. Mỗi người có một cái hoàn cảnh và một cái con đường đi khác nhau, không ai giống ai cả. Chúc bạn Duy Chanel thật nhiều sức khỏe và bình an. Quang Hà, nghe anh nhắc đến bố mẹ mà em cũng rưng rưng. Đến tuổi này rồi vẫn được bố mẹ chăm chút từng ly từng tí như một đứa trẻ. Cảm ơn với những chia sẻ của anh. Quang Hà là một em học viên của mình. Đến bây giờ em đang phụ tại cửa hàng Hoàng Công Chất. Như em đã rất là tuyệt vời. Đó, bố mẹ chăm chút cho như vậy rất là tuyệt vời. Mình cũng trưởng thành rồi. Đến lúc là mình cũng phải thoát ra khỏi cái vỏ bọc, cái bao bọc đấy của bố mẹ, để mình bản lĩnh mình cố gắng mình tự lập em nhé.
Mình cũng rất là trưởng thành rồi. Chúc em sức khỏe. Việt Anh Kiều: cảm ơn anh, xem xong clip chia sẻ em cảm thấy có động lực hơn nhiều trong nghề tóc mình đang đi, nhưng có một câu hỏi em muốn hỏi anh thì hỏi ở đâu anh? Mong anh đọc được ạ, à, thank you. Bạn có thể nhắn tin cho mình qua số điện thoại 0972 530 218, Zalo Cánh Chim Hải Âu. Em mới học nghề xong, mới ra làm thêm và cảm thấy tay nghề mình rất kém và mất hẳn động lực tiếp tục, cảm giác sợ cắt, sợ sai, sợ xấu và không biết phải vượt qua bằng cách nào. Ok, ngày trước anh cũng đúng như em. Khi mà mỗi lần mà anh cảm thấy mà mình thiếu tự tin ấy, mình run, cảm giác sợ ấy, thì khi mà bắt đầu anh cắt cho khách ấy, thì 10 đầu ngón chân của anh bấm chặt lấy nền nhà để anh ghìm lại cái nỗi sợ đấy. Tại vì nó rất là run em ạ. Nó run lắm, nhưng mà mình phải dặn lòng là mình không được thể hiện ra bên ngoài mặc dù rất là run. Đó, thì mình cố gắng kể cả tay mình thế, mình kiềm chế lại. Cảm giác rất là sợ em ạ. Nhưng mà đấy là những cái thử thách của mình. Nếu mà đến được với một cái nghề nào đó mà nó dễ dàng quá, mà nó không có những cái thử thách, những cái khó khăn đấy, thì chắc chắn là không đến được với nghề. Và anh nghĩ là làm cái nghề gì cũng vậy, nó đều có thử thách hết. Đó, thì ngày trước thì anh cũng đúng như em thôi, nhưng mà mình vẫn phải làm. Mình phải vượt qua được những cái nỗi sợ đấy thì mình mới có kinh nghiệm được. Mình phải cắt sai, mình phải cắt xấu thì mình mới rút ra được kinh nghiệm. Khách hàng là người chỉ mình, khách hàng là người chửi mình cho mình khôn lên. Đó, chúc em thật nhiều sức khỏe và bình an, Cánh Chim Hải Âu. Đại Nghĩa: cái này thì đọc rồi này. Trường Trinh Nguyễn, Trường Trinh: anh ơi, em năm nay 17 tuổi, em muốn bước ra khỏi vùng an toàn để học hỏi, để biết thêm những thứ khác. Và em đang bâng khuâng là sau đợt dịch này em sẽ chọn đi học nghề tóc hay là ra xã hội kiếm tiền để tự lập, học hỏi và tiếp thu những thứ mới mẻ hơn. Rồi sau này khi làm lụng tích góp tiền lại thì em sẽ dùng số tiền đó để đi học mà em đã chọn bằng cái grab comment của em. Thực ra như cái ý của em nói ấy, thì cũng tốt. Đi ra xã hội làm kiếm tiền, tự lập để học hỏi thì nó cũng tốt, nhưng nó sẽ bị lùi lại cái khoảng thời gian mà em xây dựng nghề cho tương lai. Nếu như năm nay em 17 tuổi thì anh nghĩ em nên đi học nghề trước. Tại vì đầu tư vào cái nghề nó sẽ tốt hơn, mình có cái nghề trước đi. Thì có thể là em học mất 1 năm. Anh cứ nói đơn giản là nhiều bạn ấy học chỉ có 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng thôi. Nhưng mà anh cứ cho em là lâu nhất là 1 năm. Trong 1 năm đó là em đã có lương phụ rồi. Thì khi mà em làm nghề tốt rồi thì em có thể xin đến chỗ này, chỗ kia để em được học hỏi, để em được va chạm. Tại vì mỗi một môi trường có rất là nhiều con người khác nhau, tay nghề khác nhau, và có những cái người chủ để cho em học hỏi họ. Thì lúc đó thì em cũng là tự lập thì nó sẽ tốt hơn em nhá. Chứ còn bây giờ em mà đi làm thì có thể là đến lúc mà em làm đủ tiền rồi, có khi là lúc đấy em lại không thích học nghề tóc nữa. Rồi lúc đấy có khi lại chán, lại chẳng muốn học nghề nữa thì sao? Tốt nhất là cứ đi học nghề trước đi, nghề gì cũng vậy. Hải Mai: hay quá anh ơi, tuyệt vời. Anh cứ làm thêm nhiều clip tâm sự, chia sẻ anh nhé. Nên về cuộc sống nhiều hơn anh ơi. Cảm ơn bạn Hải Mai rất là nhiều. Mình cũng chia sẻ với các bạn, mình không phải là một nhà diễn thuyết, mình cũng không phải là một nhà một diễn giả nào cả. Ở đây mình chia sẻ cảm nhận đúng như một cá nhân, cảm nhận đúng như một người thợ cắt tóc, những gì mà một người thợ cắt tóc đã trải qua, và chia sẻ lại những khó khăn cho các bạn đồng nghiệp của mình là tâm sự. Chứ mình không phải là mình dạy đời hay là mình dạy dỗ ai. Thì Tường rất là mong anh em đừng ném gạch mình. Đó. Ok, vậy là cái video này mình cũng đã trả lời hầu như là hết rồi. Mình thử xem lại xem nó còn không.
Ok, bây giờ thì mình sẽ sang clip khác. Mình sẽ sang clip tiếp theo. Lái xe vào Sài Gòn đi. Mình sẽ vào những clip tâm Alibaba. Rảnh xuống miền Tây chơi luôn anh Tường. Ok. Nếu như mà hết dịch mà trong tương lai có điều kiện được vào trong đó thì mình sẽ vào trong đó chơi thăm anh em và mong là anh em sẽ đón tiếp mình. Cảm ơn tình cảm của anh em. Huy Mùi: anh ơi, câu này hay, là kiểm tra mic xem. Ok, mic vẫn còn chạy. Anh ơi, tha thiết mong anh tâm sự cho lời khuyên. Em năm nay 26 tuổi mới lấy vợ. Em muốn về nhà làm. Em chỉ gọi là biết cắt qua qua thôi anh. Em đang muốn học. Em đang muốn về học. Thấy anh thợ tóc chỗ em bảo học 6 tháng thì có hỗ trợ lương. Anh cho em lời khuyên, nếu em về học thì có muộn không? Và mở quán nho nhỏ thì chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Em cảm ơn anh nhiều, mong anh ra clip ạ. Ok. Với câu hỏi của bạn Huy Bùi này thì mình trả lời ngắn gọn thôi. Bạn năm nay 26 tuổi, bạn biết cắt qua qua rồi, thì mình khuyên bạn nên, nếu như bạn đã có định hướng với nghề tóc thì bạn nên về đi. Nên về học đi. Bạn học cho tay nghề bạn tốt đi. Khi bạn tốt rồi, bạn với vợ bạn có thể là làm chung, hoặc là bạn muốn mở quán riêng thì bạn mở một cái cửa hàng nho nhỏ. Quan trọng là mặt bằng của bạn thuê bao nhiêu. Nếu như ở quê thì mình nghĩ nó rất là khó. Quan trọng là mặt bằng thuê bao nhiêu và cái đời sống ở quê bạn nó như thế nào. Đó, cắt bao nhiêu tiền một đầu, quan trọng rất là như vậy. Còn ở quê thì mở 40 triệu cũng mở được, 30 triệu cũng mở được. Như lúc nãy mình có đọc một cái bài của bạn gì đó, tiền thuê nhà không mất, bạn ấy mở một cái quán nhỏ ở ngoài một góc nhỏ nào đó có 5 triệu thôi. Nó rất là đơn giản, thì một cái ghế, một cái gương thôi. Quan trọng là cái nho nhỏ với bạn là như thế nào thì mình mới tư vấn được. Đó. Thì bạn có thể là gửi thêm tin nhắn qua Zalo cho mình. Mình sẽ tâm sự tiếp với bạn 0972530218. Chúc bạn sức khỏe. Và mình khuyên bạn là nên về đi học đi. Đó. Ok. Chúc anh và gia đình sức khỏe. Kata, cảm ơn bạn. Dàn PC chất thế. Ok. Cái bộ máy tính của mình là để edit mà, nên là cái cấu hình nó cũng tạm được. Học phí nâng cao bao nhiêu thế tùy lên. Khóa học nâng cao của mình là 10 triệu thì sẽ được học về phây, tất cả các kiểu phây, và học xử lý chin top, tất cả các kiểu xử lý chin top, học về điêu khắc chin tóc, hoa văn mặt người, học về photo, chỉnh sửa ảnh, lồng ghép, cắt ghép video. Đó. Học về truyền thông. Đó. Chụp ảnh quay phim. Học về marketing. Học về quản trị. Đó. Set up cửa hàng, tư vấn mở cửa hàng. Anh ơi, có cách nào khắc phục được run tay không? Báo Châu. Run tay thì nó có hai loại, một là tâm lý, hai là bẩm sinh. Không biết bạn là bẩm sinh hay là do tâm lý. Còn nếu mà do tâm lý thì cứ cố gắng thôi. Cố gắng dặn lòng mình là vượt qua thôi. Còn nếu mà do bẩm sinh thì hơi khó. Cái này thì bạn có thể tìm hiểu thêm. Chí Minh: em là thợ bình dân ở vùng quê miền Nam, cắt chỉ 20k. Đang tích cóp để vào anh học nâng cao, sau này về quê phát triển ngành tóc. Ở quê khổ quá anh ạ. Mùa dịch này chỉ biết khóc. Ok, không có gì phải khóc cả, cố gắng lên nha. Bạn Chí Minh, nếu như sau này bạn ra học thì mình sẽ giảm cho bạn 50% vì bạn ở xa. Hỗ trợ bạn 50% học phí bạn nhé. Bạn cứ liên hệ với mình. Ok, mình sẽ... Ok, vậy là hết rồi, mình sẽ sang clip tiếp theo nhá. Mình sẽ tiếp theo mình sẽ vào clip undercut.
hay và dễ hiểu cho anh em học viên, mong thầy đã video kê lược. Kê lược thì rất là nhiều rồi. Có chia sẻ tông đơ không Tường ơi? Tông đơ thì anh cứ liên hệ qua Zalo cho em. Em có bán cả đồ nghề mà anh. Quá tuyệt vời. Mua lược ở đâu vậy? Bạn liên hệ cho mình qua số điện thoại Zalo ở phần mô tả ấy. Cảm ơn thầy Tường rất nhiều, học được rất nhiều từ thầy Tường. Cảm ơn bạn Tú. Kiểu crop cho tóc xoăn hơi tự nhiên. Bạn vào kênh của mình có nha, chuẩn đấy để cho anh cái lược. Anh liên hệ với em qua Zalo anh nhá. Tông cắt ngọt ngào thế. Tông mình độ lưỡi kép Mỹ rồi nên là cắt cũng rất là ngọt. Sa Đông Minh ở Mỹ Đình nha bạn Đào Nguyễn. Bù Bù Kỳ Nguyễn, đang dịch mà dám lén làm tóc báo công an ngay. Video này thì mình cắt trước dịch bạn ơi. Bạn chỉ biết báo công an là nhanh thôi. Hay quá, cảm ơn thầy. Xin cảm ơn Duy Nguyễn. Dịch này vẫn cắt lại. Video này cắt lâu rồi. Mình lúc nào cũng nghỉ trước dịch. Anh có bán ghế với gương gội luôn không? Mình có thể giới thiệu cho bạn chỗ mua. Mình không bán. Mình giới thiệu thì các bạn sẽ được giảm giá đấy. Đẹp quá anh ơi, xin cảm ơn bạn. Anh có bán kéo không? Mình có bán đồ nghề mà, bạn liên hệ với mình qua Zalo nhé, 0962024288. Tông gì mà khỏe vậy? Tông NT220 bạn ạ. Học viên của anh Phong nhưng lại là fan của anh Tường. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Phong là một người cũng rất là tuyệt vời. Là một người tiên phong ngành tóc nam tại Hà Nội. Đó, rất là nổi tiếng. Và học viên của mình cũng rất là nhiều bạn cũng hâm mộ Phong lắm. Cảm ơn bạn đã luôn yêu quý mình. Chúc bạn sức khỏe, Vũ Đình Mạnh. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem hết những cái chia sẻ của mình. Các bạn nếu mà có câu hỏi hay có tâm sự gì muốn hỏi mình thì các bạn có thể để lại câu hỏi ngay dưới phần comment của video này. Để tất cả những comment ở dưới video này mình sẽ cố gắng chia sẻ hết. Tại vì bây giờ đang dịch thì thời gian mình dành cho các bạn sẽ rất là nhiều. Thì các bạn nào mà ngại để dưới phần comment thì các bạn có thể nhắn tin qua Zalo cho mình 0972 530 218. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và bình an trong đại dịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.